Vâng, mến chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Hoàng Anh Ngâm Thanh. À trước mắt các bác là dòng sản phẩm vang số BBS K1000S, một trong những cái dòng vang rất là cao cấp và rất là nổi tiếng của thương hiệu BBS. Đối với mã K1000S thì đây là con vang rất là hay các bác nhá. Cho cái khả năng xử lý effect cũng như tiếng nhạc, tiếng mic rất là sạch. Đó. Về hình thức thì nó sẽ được trang bị cái dạng mặt màu trắng có sơn một lớp meca metallic có ánh nhũ các bác nhá, có ánh cam may rất đẹp. Các cái phím chức năng để chúng ta cài đặt và cài đặt trên cái con vang này rất là dễ các bác nhá. Cài tay con này cực kỳ dễ. Và một cái điều cũng rất là đặc biệt ở đây đó là đối với sản phẩm vang BBS k 1000 s từ trước đến giờ anh em mua thì chắc chắn là sẽ chưa có phần mềm. Các nhá. Đến với em BBS k 1000s có phần mềm một phần mềm tiếng Anh chuyên nghiệp, khả năng xử lý cực kỳ hay và con này nó là một trong những cái dòng vàng chính rất là chuyên sâu các bác nhá, chính rất là chuyên sâu và điều đặc biệt nữa thì đó là khi chúng ta cài tay con này nó cực kỳ dễ dàng, nó cài tay con BBS này cực kỳ dễ dàng, đó. những cái cái chết áp uh, cho mic, cho effect và cho music ấy, nó vừa là chết áp nhấn và vừa là xoay, đó, volume vô cực các bác nhá, vừa nhấn vừa xoay đó chúng ta nhấn vào chúng ta muốn cài về phần mic chúng ta sẽ nhấn vào mic và chúng ta sẽ xoay để chúng ta thay đổi đó còn bên bốn cái phím này nó giống như là cái con chỗ côn chôn các nhá con chó để chúng ta lên xuống thay đổi đấy nó cực kỳ đơn giản quắc hiển thị của cái dòng bbs này nó sẽ là quắc màu đỏ các bác nhá quắc màu đỏ và con bbs này nó sẽ không có tai à, các bác đang chơi ở karaoke gia đình anh em đang phối ghép với những con âm ly để chúng ta kết hợp một cái bà cái cái dàn nghe nhạc ấy mà chúng ta muốn hát thì chúng ta có thể kết hợp thêm con BBS này khả năng xử lý tiếng cực kỳ hay chống hú đỉnh cao các bác nhá trung hú đỉnh cao và cái khả năng xử lý rất là mượt đó bây giờ thì chúng ta đi vào bên trong thì với con BBS cao một con S thì nó sử dụng cái main bo màu đen như này à, với cái trung tâm một cái trái tim đó là cái cái con chip analog device hai một ba bảy năm các bác nhá đó, một con chip bé nữa Đây một con chip bé nằm ở dưới Cũng là con Analog device các bác nhé Rất là xịn Đấy Con này thì Nó thật các bác luôn Tiếng nhạc của nó rất là sạch Và các bác biết rằng là Với cái mã ở Việt Nam Với cái mã ở Việt Nam Khi mà họ đặt cái con này về Nó có cái tên là EX2000 này các bác Thì giá của con EX2000 là giá tầm 10 triệu một con Không hề rẻ Giá tầm 10 triệu một con và con này ba ba ngõ mic nó sẽ nằm ở mic sau cả các bác nhá đấy ba mic nằm ở mic sau và phía trên nó sẽ có một cái chiếc áp để chúng ta khống chế cái âm lượng của micro nhạc vào của nó sẽ có vod bgm và trong phần mềm chúng ta có thể để auto nhá cổng ra sẽ có lr hai đường sâu rau center sub và con này cũng sẽ có cả rack out đấy điện 220 v và công tắc nguồn nó sẽ nằm đằng sau như này nguồn là nguồn xuyến các bác nhé nguồn xuyến bài trí cái mặt nó rất đẹp cáp để chúng ta cắm kết nối phần mềm thì nó sẽ sử dụng cái cáp hai đầu usb cái dạng cáp thẳng các bác nhé đó đây là những cái chiếc app chiếc app bi hết các bác đó đây là âm lượng to nhỏ cho mic to nhỏ cho effect và to nhỏ cho music và tất nhiên mà khi cài vang để gửi đi cho các bác thì em sẽ, sẽ... cài đặt sẵn rồi là anh em nhận về anh em chỉ việc cắm vào mà xài thôi đó cũng là một cái nỗi lo chung của rất là nhiều anh em đã từng mua vang số Anh em sợ mua vang số bởi vì là sợ rằng là thợ người ta không set up Rồi nhiều bác mua vang mới đập hộp ấy Thì về nó nó chỉ có một cái cái đĩa không thôi một cái cáp kết nối anh em tự xử Có nghĩa là các bác về hầu hết là anh em để mặc định Thì tất nhiên là một con vang dù đẳng cấp đến bao nhiêu chăng nữa Khi chúng ta để mặc định thì nó cũng chẳng ra một cái gì cả Nó cũng chẳng ra một cái gì cả Bởi vì nó không thể theo cái gu của chúng ta được nó là một cái dạng đa số các bạn cái đa số thì nó cứ để để eco nhanh hầu hết những cái con vang nguyên bản đấy đập hộp ấy nếu không được can thiệp để setup cài đặt thì nó tiếng nó rất là dở các bạn nhá mặc dù nó bất cứ là bất cứ một con vang gì ở chăng nữa nếu anh em để mặc định thì nó đều dở cả nên là mới có cái 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 câu chuyện ở đây là những người buôn bán có nhiều bác thì cũng không có kỹ thuật thì cứ để nguyên như vậy bán cho anh em đâm ra các bác có một cái tâm lý e sợ khi mua vang số còn đến với hoàng anh âm thanh thì khi các bác nhận con vang này Đã có rất là nhiều những cái cấu hình khác nhau Để các bác có thể trải nghiệm các bác nhá, Có thể trải nghiệm Và với vang BBS K1000S Đây là một con vang thực sự chuyên nghiệp và đẳng cấp các bác nhá, Thương hiệu rất là lớn và đẳng cấp Hàng mới của nó rất đắt tiền Và cho đến bây giờ Những bác đang sở hữu con BBS K1000S này Kể cả là anh em thợ Kể cả là anh em thợ với số lượng rất là ít người có cái phần mềm của cái dòng này các bác nhá. Rất ít người vì đây là cái bản nội địa và phần mềm là phần mềm tiếng Anh các bác nhá phần mềm tiếng Anh Trước đây em có bán một lô Thì những anh em nào mua được ấy, xin phần mềm là em đã gửi Còn hầu như các bác mua trước đó Hoặc là bây giờ cũng vậy Rất ít người có cái phần mềm của con BBSK 1000S này Đó Còn nó có một cái lợi thế để trước đây họ bán được Anh em bán được cái là gì ạ Nó là con này nó cài tay rất là dễ Cài và lưu rất là dễ đó. Khóa mặt và mở mặt của cái con vang này cũng rất là dễ luôn đó. Cho nên là là anh em cũng rất là chuộng Đấy các bác nhé Mặt nó rất là đẹp Nói chung là con vang rất là mới. Ở trên nắp của nó vẫn còn cái tem các bác nhá. Còn cái tem của BBS rất đặc trưng mà anh em nào từng chơi mic BBS hoặc vang BBS anh em biết là cái đây là cái tem nhận diện thương hiệu của cái của của BBS Pro sâu các nhá. Tất cả là nguyên bản hết các bác. Lô vang tiếng em khẳng định các bác luôn xử lý tiếng cực hay và cực kỳ sạch sẽ chi tiết luôn các bác nhá. Cực kỳ sạch sẽ và chi tiết. Đấy, chất lượng cực kỳ đẳng cấp luôn. Cài đặt dễ dàng. Tất cả là tách bạch hoàn toàn hết eco revert nó riêng rẻ hết các bác anh em cài anh em quên anh em trộn cái con vàng này Trời cực kỳ sướng và tất nhiên khi gửi đi thì em sẽ cài và lưu cho anh em những cái cấu hình cần thiết để anh em có thể là trải nghiệm thêm ờ, kèm theo đó là một cái cấu hình chuẩn nhất để anh em chơi uh, với một cái cấu hình cài eco và vượt trộn lại với nhau thì hàng em chắc chắn với các bác là nó sẽ phục vụ cho các bác tất cả những anh em có những đôi tay khó tính sẽ thích cái, cái, cái khả năng xử lý của em này tiếng cực kỳ sạch cực kỳ chi tiết luôn và rất là hay Effect rất là mượt mà, chống hú đỉnh cao. Thì với con vang BBSK 1.000S, giá hiện tại em đang bán ra cũng chỉ có bao nhiêu ạ? À? 2 triệu ba trăm ngàn, coi nhá. Chỉ có 2 triệu ba trăm ngàn. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Hoàng Anh Nam Thanh qua số điện thoại 0908 913171. Anh em xem kênh nhớ ủng hộ em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật được những cái mặt hàng và sản phẩm mới nhất bên Hoàng Anh Thanh. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.